Con nghe một sư nguyên thủy cũng nổi tiếng giảng về chánh niệm trong hiện tại. Đi thì biết là đi, ăn biết là ăn, làm biết là làm. Chỉ cần chánh niệm tỉnh giác trong hiện tại là niết bàn rồi, đừng ham ngồi thiền làm gì. Ham ngồi thiền là còn ham muốn chấp thủ, con nghe vậy liền biết đó là tà kiến. Nhưng chưa hiểu rõ là tại sao, vì tà kiến này cũng là một quan điểm rất phổ biến trong xã hội hiện tại. Cái chuyện là mình đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, ăn biết là ăn, làm gì biết đó, nó chưa gọi là tứ niệm xứ. Nó chưa thể gọi là thiền quán, cho nên nó chưa thể gọi là trí tuệ quán. Để gọi là trí tuệ quán á, chúng ta phải có trải qua những cái sự suy tư sâu. Một là sự suy tư về tam tướng, tức là suy tư về vô thường, khổ, vô ngã. Cái suy tư này đó, nó đến cái mức như thế này, tức là mình nhìn đâu mình cũng thấy tam tướng hết. Quan sát tấm thân này mình cũng thấy tam tướng. Quan sát bên ngoài, quan sát xung quanh, quan sát tất cả mọi người, mình đều thấy tam tướng. Nhìn đâu mình cũng thấy tam tướng trong tất cả danh sắc, tất cả các cảnh nó đi vào trong sáu căn, mình đều thấy được tam tướng. Thì lúc đó gọi là trí tuệ quán. Cái thứ hai là sự suy tư về ly dục. Anh nói là anh chánh niệm mà anh còn ngồi anh pha một ly trà anh uống. Anh nói là anh chánh niệm mà anh còn ngồi anh cắm hoa. Anh nói là anh chánh niệm mà anh còn bày bừa chuyện này chuyện nọ, thì xin thưa là anh đang tu cái gì đó chứ không phải anh đang tu đạo Phật. Tại vì ấy, anh phải có suy tư về ly dục. Mà một khi anh đã suy tư về ly dục á, ba cái vụ mà ngồi thiền trà ha, ba cái vụ mà cắm hoa ha, nó dẹp qua một bên nha. Anh phải có sự suy tư về ly dục thì đó mới là đặc điểm của cái tuệ minh sát. Cái tiếp theo là cái thứ năm, là suy tư về sự nhàm chán. Mình phải nhàm chán với tất cả danh sắc, tất cả mọi sự hiện hữu, đặc biệt là nhàm chán sự tái sanh. Anh đã nhàm chán chưa? Hay anh chỉ là cái chuyện mà đi đứng như người vô trí, tức là giống như là một người không có trí tuệ. Anh có suy tư về sự nhàm chán chưa? Và cuối cùng anh có suy tư về sự diệt tận chưa? Đó là cái tuệ cuối cùng, là tuệ suy tư về sự diệt tận. Là họ đi đến cái chuyện là mình diệt tận toàn bộ gốc rễ của tham sân và si. Mình diệt tận cái sự tham muốn tái sanh. Nếu quý vị hỏi mấy cái thứ này sư lấy ở đâu thì xin thưa là sư lấy trong chú giải Trung Bộ quyển Trung Bộ bài kinh số 6, là kinh Nên Ước Nguyện. Chú giải trong đó. Thì đó mới gọi là trí tuệ quán. Mình thực hành tứ niệm xứ, mình phải có mấy anh này, sáu anh. Sáu anh. Sáu hay bảy ta, như bảy, 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 đúng rồi, bảy. Mình phải có bảy anh này. Thì mình mới gọi là mình thực hành tứ niệm xứ. Chứ còn cái chuyện đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, ăn uống biết là ăn uống thì xin thưa mấy cái con cúng này hình như nó cũng làm được á. Nè, mấy con cúng nó giờ đang nằm nè, nó nằm nó ngủ, nó biết nó đang nằm nó ngủ, nó cũng làm được. Nó khác mình ở chỗ nào? Cho nên ấy, còn cái chuyện mà tỉnh niết bàn trong hiện tại thì nó chỉ là một cách nói.
mình muốn biết Niết Bàn là cái gì thì mình phải chứng thánh, chứ còn mà phàm thì chưa đâu. Cho nên là mình bàn về Niết Bàn thì nó còn xa lắm. Đừng bao giờ nói Niết Bàn hiện tại ha, bởi vì mình chưa là thánh, mình chưa có đủ tư cách để nói về Niết Bàn, chứ đừng nói chi là Niết Bàn trong hiện tại. Nó giống như là mấy đứa con nít nó ngồi nó kể cho nhau nghe về nguyên lý của hạt, nguyên lý hạt nhân, nguyên lý nguyên tử, phân tử, nguyên lý mà cấu tạo nên bom hạt nhân, trong khi đó nó chỉ là một đứa con nít, nó chưa có học hết lớp 1 nữa. Thì mình nghe mấy đứa con nít ngồi thì nó nghe nó buồn cười. Thì cái chuyện phàm phu mình bàn về Niết Bàn á, bậc thánh họ nghe họ cũng thấy buồn cười chang vậy đó. Bởi vì mình không biết Niết Bàn là cái gì hết trơn. Mình ngồi bàn cho cả đống, rồi Niết Bàn trong hiện tại, rồi Niết Bàn hiện tiền, rồi ra vô Niết Bàn, thì các bậc thánh rất là ngại. Thành ra đó là lý do tại sao mà sư nghĩ là thời nay vị nào chứng thánh cũng không có ai mà ở đây hết trơn, chui lên rừng, chui lên núi hết trơn, rồi ở với người phàm mình nó phiền. Thành ra là muốn biết Niết Bàn là gì thì chứng sơ quả, rồi sau đó mình mới có tư cách nói về Niết Bàn ha.